OK, nào các bạn mời đến một chúng ta sẽ tiếp tục với tiết số 2 của phần chữa practice test số 1. OK, so you got it. Thì thầy đã up lên cho chúng ta cái tài liệu chữa chi tiết của tiết số 1 rồi. Chỉ có duy Và nhất các bạn đang dừng lại ở trong cái việc hôm trước, chúng ta đang dừng lại ở trong cái việc đối đó là bài đọc số phương 1 chỉ chúng ta có dịch, duy chúng nhất ta có từ thì vựng để mình chúng ta cũng học phải được. dừng lại từ giờ. Ví dụ như từ như nhận diện trung thành, nghiên cứu thị trường, cư dân thành phố, cư dân nông thôn, Rồi, quảng cáo, vân các thua. thứ, Ra thì thì chúng còn bài ta đã nào chỉ nghiên có cứu duy được nhất thôi xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết số 2 của chúng ta, đó là đúng bài rồi, đọc. vừa sang đúng Bài rồi. đọc số 2 của chúng Đúng ta không? là bài đọc khó. Đối với bài đọc khó này thì chúng ta sẽ làm những câu dễ Câu trước. nào? Câu Thì những 300 câu nào? bôi vàng đã là những câu dễ trước, đúng không ạ? Đó là những câu liên quan đến cái chủ đề về bài đọc Em sợ và những lại câu quê mà nhỉ? người ta kiểm tra những thứ gì dễ hơn, đúng không ạ? Chúng ta cùng xem nhé. Em sợ lại Đó quê. là ví dụ như câu thứ nhất là Em câu sợ What is the reading about? Đó là cái gì đúng ạ? rồi, À, những bài cái đọc trường này này nói nó về khác chủ đề nhỉ? gì? Nói về vấn đề gì? Thế thì các Đúng em không? sẽ Nên cùng quan từ. sát về sự khác nhau của nó. Đó là đáp án A, a place to buy robots. Đáp án B, a new kind of toy. Đáp án Đương C, nhiên an tự nhiên không có. experiment. Đáp án D, an interesting idea for the future. Đó. Nó là danh từ Vậy khẩu thì các hiệu em ạ. sẽ quan sát ở đây, các em sẽ thấy rằng là nó nhắc đến bốn đáp án, đúng không ạ? Bốn đáp án, và cả bốn đáp án ở đây đều mang một nghĩa nhất định, đúng không ạ? Và nó Thì đều mình nhắc sẽ đến không một dùng phần cả khác từ khi nhau. nó nhá. Vậy đây chính là câu main Khi idea nó là question, danh từ khẩu vì hiệu. câu hỏi nó hỏi là what is reading about, bài đọc về vấn đề gì. Thì chúng ta quan sát cả bốn đáp án là place to buy robot là một, new kind là hai, experiment là ba, interesting idea là bốn, và có điểm đặc biệt là nhấn mạnh đến từ future. Tiếp có OK, số 36. vậy các em sẽ cùng quan sát. Câu 36 nào? Đấy, cô vừa Các lấy ví bạn có dụ nghe cho đầy đủ không nhỉ? Các đây là bạn gì nghe rõ nào? không nhỉ? Có. Có mấy trái đất nào? Có. OK, rồi không bị Có. giật đúng không? Thế thì chúng ta sẽ cùng quan sát Đúng đối rồi, với đúng câu rồi. main Vậy idea thì question đối thì với chúng ta những đọc câu cái chỉ có gì? duy nhất thì mình Đối với sẽ câu đọc main từ idea trái question đất. thì ta đọc cái gì các em? Thầy dạy rồi, còn nhớ không? Đó Rồi là rồi, đọc câu các 36 câu là gì đầu nhá? tiên của các đoạn. Đọc Tiếp các câu số câu 37 đầu nào. tiên của các đoạn. Câu 37. Đó, các bạn nhớ nha. Ta đọc các câu đầu tiên của các đoạn. Và nếu như mà trong bài đọc mà có từ Câu ba 37 đoạn là gì trở đấy? xuống Có một bài thì chính chúng trị ta sẽ đọc gì ạ? Đọc câu ở đầu tiên và Rus câu cuối cùng của là mỗi đoạn, những nhà đúng không ạ? khoa học thì Vậy họ thì đấy đã là cách kiểm tra lại về một chủ đề gì main đó. idea question. Họ biết là gì không? Và sau đó các em sẽ so Chỉ sánh với đáp ba án. rồi. Vậy ta cùng xem Rồi, này. em chỉ Imagine ở đây the xong các busy bạn có streets dùng of cả New từ York học City, mà an nếu các enormous bạn dùng place cả từ with gì không? millions of people, and then always such interested in studying how powerful people really are, such as robust có thể trở thành Anh đưa tay nghe in nào, the anh nói to. experiment that takes place street of the New York, đúng không? Thứ hai nữa là the twin booth experiment idea of MC Kizer. Thứ hai là on daily basis people in New York are often in a hurry to get Câu around. này sẽ được Và đoạn câu tiếp gì theo đấy? là even if you were Câu the này. last to go somewhere, would you stop and have a twin booth success reach destination? Như vậy là đọc các câu đầu tiên thì ta sẽ thấy được chúng phân tích như sau. Thứ nhất, đáp án A là place of million people. Vậy là Em có giống nghĩ như là kiểu cái đáp án có A, nhưng nó không nhắc gì đến bài ở robust, đây đúng không? Mà nói nói là nên là place cái of million sao people. này Vậy thì đáp nó án sao A cái có khá là chỗ sai người rồi, ta biết đúng không? là Đáp án cái A là gì thì sai, mình đúng gọi từ giờ đi. không? Đáp án A là sao? Chúng ta cùng phân tích đáp án A là gì ạ? Đúng rồi, câu này mình Là không cần sai, dùng đoạn đúng từ không? nhá. Vì trong bài làm Câu sao này ạ? mình không cần dùng đoạn từ. Vì đoạn Đáp 1 án nhắc đến gì thôi? ok thôi. Nhắc đến Đáp là án thì sao? place of millions people. À, chứ không Đáp án hề thì nhắc sao? đến bài robot, đúng không? Không nhắc đến Thì gì? đã khác đâu nào. Thì sao chỉ có mỗi Không nhắc toán văn đến với lại bài ngữ robot, đúng của không? cháu câu hỏi cô OK, khác đấy. đáp án B ta cũng có thể loại được. Người ta Loại đọc tiếp sao? này, Tại sao? a Tại twin sao không robot, a twin booth, để nhắc đến thằng twin booth ở đây chưa nhắc đến, đúng không? Đó là cái gì? À, experiment, đúng không? Experiment, the idea of creation can gì, đúng không? Và để hiểu được nó là cái gì thì ta phải đọc cái câu cuối cùng của đoạn 1 thì ta mới biết được đúng câu đầu rồi, của đoạn 2 nói về cái gì. câu Đó là gì dễ ạ? nhất đúng không? À, Elizabeth Dễ nhất thì interested mình in có câu trả studying lời thì dễ. as an aerobus in her experiments. Ta thấy Cộng câu gì cuối nhỉ? nhắc đến từ Cộng này, lại tính từ thêm đúng đuôi không? Câu cuối s nhắc đến thêm từ đuôi này, ngắn ngắn đúng đúng không? không? Vậy thì ở đây các bạn nhìn là cộng Đoạn số gì? có cái gì Đoạn ba một câu cuối, đúng không? lớn nhất sẽ Thì nhắc là đến cái từ gì? từ này. Này Và gì vậy ạ?
Đoạn làm sao? Rồi. Câu số 39. Đoạn 2, đúng không? Câu gì? Câu đầu nhắc đến gì? À, nhắc đến Twinbot Experiment. Như vậy là nó nhắc đến cái robot experiment, thì Twinbot Experiment cũng chính là Twinbot, đúng không? Vậy đoạn 1 cũng Experiment, đoạn 2 Experiment. Ta có khả năng ta sẽ chọn C, đúng không? Ta sẽ có khả năng chọn C. Nào ở đây sẽ có khả năng sẽ chọn C, đúng không? Thế ta tiếp tục là đến với đoạn 3. On daily basis, people in New York are often hurrying to get around, đúng không? Và đoạn 4 là gì ạ? À, vậy thì ta nhìn lướt qua là loại tiếp là gì rồi? Ta loại được cái gì rồi? Ta loại được gì? À, ta loại được. Được gì? Được B. Đúng không? Ta loại được B vì không hề nhắc gì đến gì, không nhắc đến toy, không nhắc đến toy. Tiếp theo là không nhắc đến gì, không nhắc đến idea for the future, không. Ở đây là toàn bài mà nó chỉ nhắc đến phù hợp với đoạn mấy thôi, idea in the future nó nhắc đến đoạn mấy thôi nào. À, nó nhắc đến đoạn cuối luôn. What you thought. Đúng là gì? Ở gì? Ở câu duy nhất cuối cùng, đúng không? Ở câu duy nhất cuối bài đọc. Ok. Như vậy, đấy là cái lý do mà chúng ta chọn đoạn C là an experiment. An experiment. Câu số 36. Câu số 36, what is a Twinbot? Thế thì chúng ta vừa giải thích rồi. Cô ấy có nói rằng là thực hiện một cái robot in her experiment. Là cái bot đấy nó tên là Twinbot. Thì đáp án sẽ là a 10-inch smiling robot. Đó, a 10-inch smiling robot. Đấy, chỉ có mỗi đó thôi. Còn Charles device không nhắc đến pedestrian. Có nhưng mà nó chỉ nói là make a robot that could navigate the city. Đúng không? Cậu có tính từ hoặc là cậu mới lại. Em nghe xuống đi là như không. Em cho anh nghe xuống như thế còn hay nói. Thích hủ. Thế thì cậu 40 cho các em. Thế thì ở đây sẽ là đáp án là gì? A 10-inch smiling robot. Ok. Đó. Nếu mà video này áp lên YouTube thì phải nhìn đến nên là không có dạy cho em cũng có hẻ. Ok, như vậy các em đã hiểu cái chỗ này chưa ạ? Bài đọc là cái mà chúng ta rất ít khi làm, nhưng từ nay chúng ta sẽ phải làm bài đọc một cách chi tiết cẩn thận. Nếu như các em không làm bài đọc thì các em sẽ không có rút ra được cái kinh nghiệm, không thể làm được điểm 7, điểm 8 trong cái chỗ tôi ra đâu ạ. Ok, các đấy. Đó. Mà New York City thì tên tận gì ạ? À, đoạn 1 nhắc đến, đoạn cuối nhắc đến. Đoạn 2 không hề nhắc đến, đúng không? Ok. Giờ cộng tính từ thêm cái R và cái còn lại sẽ là chúng ta cũng phân tích nhé. Đó là gì ạ? Loại gì? Loại A vì sao? Không nhắc đến New York City, đúng không ạ? Loại gì tiếp? Ta loại gì? Loại C vì sao? À, vì không phù hợp. Không phù hợp. Bởi vì nó có nhắc đến pedestrian đó, nó nhắc đến pedestrian, nhưng lại nhắc đến nó là gì ạ? À, was aided by pedestrian. Was aided by pedestrian. Vâng, đó. Loại gì nữa? Loại D vì sao? Vì không nhắc đến, đúng không? Mà bài này làm sao? Bài này không nói về, không nói về Tartarus. Không nói về Tartarus, đúng không? Như vậy là đáp án sẽ phải là B, a tiny smiling robot. A tiny smiling robot. Chúng ta đi vào đến câu số 37. Các em sẽ làm những câu mà bôi vàng trước đấy ạ. Đó. Cái câu infer này là câu tốt nhất là các em nên bỏ qua, bởi vì đối với năng lực chúng ta mà làm theo dạng thức là chúng ta tìm kiếm nó để làm thì nó sẽ không thể nào phù hợp được, đúng không? Cái này là gì đấy nhỉ?
Peter hứa với tôi rằng sẽ gì đấy giúp đỡ tôi làm bài tập đúng không? Thế mình có cụ hứa sẽ làm gì? Cộng gì? Cộng gì? Bobby hay tôi góp với Bobby nhỉ? Nói lại nào, bạn kém là cô cũng nghe về đứa nó này. Rồi, tại sao? Dù vâng. Thế thì ở đây câu này như sau, ta sẽ làm câu 40 trước, đó là gì ạ? Là câu xa gần nhất, đúng không? Lát nữa ta sẽ làm sau. Câu 37 nào, congested. À, xem từ congested nó nằm ở đâu, đúng không? Ờ, congested nó nằm ở đâu nào? Từ congested ở đoạn số 1. Đây, đúng không? Đoạn số 1. Đây. Ok. Để chúng ta cùng xem nha. Từ congested ở đoạn số 1 nó bằng nghĩa với từ nào? Thì câu này chúng ta phải biết nghĩa của nó thì chúng ta mới có thể làm được, đúng không ạ? Chúng ta cùng xem nhá. À, hàng ngày nay nó giải thích là place of millions people. Yeah, place of millions people. Thì nếu như em biết nghĩa của nó thì ta có thể chọn được ngay. The streets are congested with people rolling daily lives. Đây, đây chính là cái dấu hiệu của nó ạ. Đó là gì ạ? À, cái đường phố mà bị làm sao với hàng triệu người. Vì nó giải thích là triệu người ở đây này. Đó. Thế thì chắc chắn là đường phố phải gì? Đông đúc rồi. Vậy đáp án là crowded. Đúng không ạ? Vậy ta có từ con congested. Nó bằng cái từ crowd. Crowded. Đông đúc. Đó. Đông đúc. Mà các em có nhớ từ congestion không? Congestion là gì? Sự gì? Tắc nghẽn giao thông, đúng không? Sau quan cộng gì? Sự tắc nghẽn giao thông. Câu số 38. Twin box. À, câu này nhắc đến twin box. Vậy ta sẽ cùng xem là ở đoạn số gì? Số 2. Nó nhắc gì đến twin box? How did a twin box get its final destination? Thứ nhất là nhắc đến từ twin box, đúng không? Thứ hai là nhắc đến từ final destination, vậy là cái cuối cùng, đúng không? Tất nhiên ta không quan tâm đến tên đường nói, đó là help of other twin box. Đây là gì? Help of tác giả. Đây là help of pedestrian. Và đây là help other robot. Thế thì nó chỉ là help, đúng không? Nó chỉ là help. Thì ta làm sao? À, loại nó đầu tiên. Đúng ạ. Ở đây ta có tâm từ other twin box. Can see in the pedestrian. Và other robots. Đúng ạ. Vậy thì chúng ta đọc ở trong bài ta thấy rồi. Đó là was aided by pedestrian. Đó là bằng cái từ gì? Bằng cái đáp án B, đúng không? Biết bạn nào ồn tự giác tắt đi nhá. Anh Nguyễn Đức Anh đang nghe nhạc hay là đang làm cái gì đấy? Tại sao? Giải thích nào? Tắt cái mic anh Nguyễn Đức Anh cái này im luôn. Thì ta có như sau. Đó là cái gì ạ? With the help of pedestrian on the street. Nó sẽ bằng nghĩa với từ gì các em biết không? Nó bằng nghĩa với từ it was aided by pedestrian crossing. Ok, pedestrian là người đi đường. Người đi đường. Aided bằng cái từ help. Nó đây như lại là từ tôi dùng synonym của chúng ta. Câu số 39. Câu số 39 lends them a ear. À đây, lends them a a hand. Đó. Thì sao ạ? Lends them a hand. Hoặc là get something done. Hai cấu trúc này bằng nhau. Đi vào. Thế thì câu 44 sẽ là đáp án nào? Thế em sẽ nhìn vào đây. Nó hỏi lends them a hand. Thì tức là gì ạ? À, cho mượn tay. Lends them a hand là cho mượn tay. Thì nó chỉ là anh phù hợp tất đây là giúp đỡ thôi. Vậy đáp án là C, assisted.
Câu này dễ rồi, đúng không? Chữ y mở cửa. Thôi, tạm dừng đến đây để các bạn. Lend them a hand là giúp đỡ, nó bằng nghĩa thôi. Cái này chỉ đơn giản thôi. Bởi vì ta có tục từ là give me a hand thì cũng là gì? Giúp đỡ ai đó thì lend them a hand cũng là cho ai đó mượn tay. Vâng, đây này. The only way this could not be reached the final point, someone lend them a hand. À, đó là gì? Là cách duy nhất mà để những con robot này có thể đạt đến điểm cuối cùng của nó, đó là cho giúp đỡ ai đó. Ok. Câu số 40 từ ở đoạn số 3 bằng cái từ gì? Thì câu này là câu xa gần nhất, đúng không? Định luật xa gần nhất của chúng ta đây. Và định luật xa gần nhất của chúng ta thì ta cùng xem nhé. Ở đằng sau là có từ the right direction. Ồ, có từ the right direction. Vậy tôi loại bỏ ngay đáp án C. Vì sao? Vì nó không thay thế cho từ đứng gì? Đằng sau, đúng không ạ? Nó không thay thế cho từ đứng đằng sau. Vậy ta có từ street, từ car và từ train board thì đứng đằng trước của nó đó là từ. Đọc ngược lại nhé, các phải đọc ngược lại này. Free it to stranger to direction as a street night as speech. Okay. Cause then the twin box. Twin box, đây là từ thứ nhất. Trên đó sẽ là từ gì ạ? Từ car, từ street. Từ car đâu? À, quá xa. Nói tóm lại là gì? Là nó ở vị trí quá xa. Từ car, nó không nằm ở trong đây. Từ street cũng không nằm ở trong đây. Vậy chúng ta chỉ còn duy nhất là từ twin box, đúng không ạ? Đó, chúng ta giải thích rất là đơn giản, đó là gì? Đáp án C làm sao? Đáp án C nằm gì? Ở sau loại, đúng không ạ? Đáp án làm sao? A và B thì không xuất hiện. Nên ta cũng làm sao? Loại, đúng không ạ? Vậy thì ta chỉ còn mỗi đáp án gì? D thôi. Ok, a train board. Và khi em làm xong tất cả các câu kia rồi thì em sẽ quay lại làm câu gì? Infer. Câu infer. Câu not correct. Not correct. Thì em cũng phải ngẫm được nó là câu như thế nào. Đó là câu gì? Không đề cập đến trong bài. Đúng không ạ? Không đề cập đến trong bài. Câu không đề cập đến trong bài thì ta sẽ tìm hiểu ở đây nó nhắc đến Trimos. Đúng không ạ? Trimos. Đó. Tên của cái con dở hơi đấy, cái con experiment đấy, đúng không? Thì chúng ta không quan tâm đến nó nữa, đúng không? Chúng ta sẽ quan tâm đến đáp án A là gì? Destination A, damaged or broken. Đáp án B là gì? À, a gentleman, đúng không? Cheated. Nó như là một con gentleman. Đáp án B là gì? Could not navigate the city. Không định dạng được. Và đáp án D là gì? Move a custom speed và go only straight line. Thế thì cái gì không đáp đến trong bài, ta phải đọc cái con chim bóp đấy, ta hiểu đúng không? Cái con chim bóp đấy, câu số 41 đấy, nó nằm ở chỗ gì? À, tất nhiên nó phải nằm ở đoạn sau rồi, đúng không? Ta cùng xem nhé. Ta cùng xem con chim bóp nào. Chim bóp. Chúng ta sẽ cùng xem đoạn đoạn 2 không hề nhắc đến này, đúng không? Đó, đoạn 3 đây. Ok. Đoạn 3 này thì người ta nhắc đến như sau. À, đây có twin bot đây, đúng không? Twin bot move. Twin bot đây, đúng không ạ? Có thể nhắc đến đây này. Như vậy cái đầu tiên đó là đáp án gì ạ? À, chúng ta cùng xem, ta có thấy ngay ở đoạn 3 đó là những bạn khác cũng ghi bài đầy đủ và đi nhé. Twin box move constant speed and go a straight line. Vậy đây là một cái, đúng không? Nó bằng với lại đáp án gì ạ? À, đáp án D. Đáp án D thì nó bằng với cái chỗ này. Vậy tiếp tục ta lại thấy tiếp. Bây giờ đi học không kiểm tra. Đó là gì? Nếu nào mà ghi bài không đầy đủ cho xét lại. Ta lại đọc tiếp, đúng không? It will start going on straight, a direction, lost danger and damage at the condition. Vâng. Thông tin giới thiệu ở đây rồi, đúng không? Đó là gì? À, ta đã thấy, đúng không? Đó là no twin spots were lost.
know teens what were not. Đó. Mà know tức là chả có con nào. Thế ở trong đáp án A nó lại bảo là gì? Most teen what. Vậy đáp án này chính là đáp án A. Đúng ạ, câu này chính là đáp án A. Tức là không có con nào. Đề bài nhắc đến là không có con nào, đúng không? Còn could not in the city in their own thì cái này nó gì? Rõ ràng rồi, đây. Tiếp tục, most people gentle a manner. Thì câu này nó bằng với đáp án gì ạ? À, đáp án B, đúng không? Đáp án B của chúng ta cũng bằng với nó, đúng không? Đáp án B bằng với câu này. Most people, đúng không? Treated nó như một manner. Vậy thì đáp án C là Trimbos could not negotiate on their own. Nào, ta sẽ thấy ở đâu đây? Đây. Đó. Động từ trong câu 45 là gì nào? Đó là nó có thể. Nó có thể. Đáp C nó sẽ bằng với cái chỗ này. Đúng không? Đó là on their own là gì ạ? À? À là chủ đích. Đó, là tự nó, nhưng ở đây nó phải dùng cái sự gì? Only if, giá mà. Only if, đó là có sự giúp đỡ của người đi đường. Như vậy còn Trimbos nó không thể tự làm được, đúng không? Ok. Và câu cuối cùng là câu 42, what can infer about the Trimbos? Thì câu này là câu khó. Câu này các em có thể làm liều, đúng không? Câu này các em có thể làm liều. Bởi vì câu này sẽ là câu khó, đúng không? Câu này nó bảo là gì ạ? À, useful for research, helpful for pedestrians, ignored by most people, did not work as planned. Thì ta đọc ngay câu này thì ta thấy ngay đáp án được, đúng không? Đó là gì? Chúng ta có thể thấy ngay đáp án đấy. Đó là A. A là phù hợp nhất, đúng không? A phù hợp nhất. Vì sao ạ? Vì helpful for pedestrians có phải không? Mà là pedestrian giúp nó. Đấy là một. Ignore by most people, no. Bởi vì sao? Con người còn treated nó như một gentleman à? Làm sao mà ignore được nó, đúng không? Did not work as planned thì người ta không nói lên cái không thành công. Như vậy đáp án là A phẩm nhất mà ngoài cái suy luận logic, đúng không? Suy luận logic, ok. Câu 43 nào. Bắt đầu chúng ta chuyển sang dạng khác. Đấy là bài đọc hiểu. Vậy bài đọc hiểu của chúng ta là bài Trimbos. Bài Trimbos. Ừ. Chúng ta cũng rút ra được một số những cái cụm từ, những cái cấu trúc trong bài Trimbos. Đây là bài Trimbos. Trimbos. Các bạn không xem TV nhiều nhưng mà lại xem phim nhiều, chơi game nhiều đúng không? Khác gì đâu? Đó, Trimbos. Thì đây là bài đọc của Trimbos. Chúng ta cũng có 7 từ mới. Em ghi 7 từ mới. Ignore, experiment, navigate, pedestrian, terrace, constant and get stuck. Câu số tiếp theo này, chúng ta đi vào phần chữa lỗi sai. Ở phần chữa lỗi sai thì chúng ta sẽ có 3 câu. Câu thứ nhất, chúng ta sẽ cùng quan sát when the readers contribute to private libraries, these readers are use the library without the chat. Chữa lỗi sai, chúng ta thấy rằng là chữa lỗi sai sẽ có 3 dạng. Dạng nhất là dạng dễ, dạng thứ hai là dạng đi quá dễ và dạng thứ ba là dạng khó. Thì ở đây ta thấy được đó là gì ạ? À, the readers đóng vai trò là chủ ngữ, đúng không? Và câu này thường là câu sai về mặt gì? À, câu sai về mặt chia động từ, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Chúng ta thấy rằng câu này ta dịch được có là gì ạ? À, câu này ta phải dịch. Khi độc giả đóng góp ý kiến cho các thư viện thì những độc giả này được sử dụng thư viện miễn phí, đúng không? Được sử dụng thư viện miễn phí. Vậy nó là, mặc dù ta dịch là được, nhưng nó lại là gì? Chủ động. Thế chủ động. Vậy đáp án
án phải là A-I-S. A-I-S. Ok, A-I-S. Cho nên là câu này là câu chủ động. Không thể là câu bị động được, đúng không? Câu số 44. Câu số 44. Thanks for a lot of help, but for, nếu không gì. Đó. But for, là nếu không gì. Ừ, nếu không nhờ. À, thì câu này sẽ là gì ạ? À, cảm ơn rất nhiều về sự giúp đỡ của bạn. Nếu không vì sự giúp đỡ thì điều đó sẽ gì? Vậy thì nó sẽ là điều kiện loại mấy ạ? Điều kiện loại gì? Loại 3. Vậy phải là what have a P2. Vậy đáp would be là sai ạ. Đúng không? What have a P2. Nếu không vì, đúng không? Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn rất là nhiều. Nếu không có nó, tôi sẽ gì không thể vượt qua những gì, những khó khăn của mình, đúng không? Đó. Câu số 45. Bạn sẽ bài đầy đủ rồi nhé. À, dây anôn giáp làm gì có cái mệnh đề này, đúng không? Dây anôn giáp là tôi thấy quá sai rồi, đúng không? Câu này rất là đơn giản thôi, đúng không? Đúng không? Đây là câu này đọc đi, đọc thấy nó sai. Sai vì dây a nôn dạ mà thường là gì? It is a nôn dạ. It is a nôn dạ. Người ta nói rằng, người ta tin rằng, người ta nghĩ rằng, người ta cho rằng, vân vân, đúng không? Đó là chúng ta là sao? Tránh cảm lạnh bằng thực phẩm và tập thể dục đều đặn. Taking exercise regularly. Ok, đó. Như vậy là ta đọc qua và thấy được cái cách phối lý của nó trong ba cái câu chữ sau. Thì câu này là dấu hiệu nhận biết của thì gì nào? Số cụ này. Đúng rồi. Hiện tại gì? Hiện tại hoàn thành, đúng rồi. Hiện tại hoàn thành thì có cấu trúc là gì nào? Chủ ngữ cộng gì đấy? Ở đây nhá, chúng ta sẽ cùng đến với phần viết lại câu. Nào, câu số 46. Câu số 46, the five men were in time to save people but not the house. À, thế thì em nhìn vào đây là câu này em dịch nghĩa được thì em sẽ hiểu được, đúng không? Đó là những gì? Những người lính cứu hỏa đã kịp cứu mọi người nhưng không cứu ngôi nhà. Vậy thì câu này chắc chắn là câu phải gì? Dịch rồi đấy ạ. Không. Những người lính cứu hỏa đã kịp thời were in time to save, đúng không? Là kịp thời làm gì đó, were in time to save, đó là in time là kịp lúc, in time là kịp lúc. Còn đi on time là đúng giờ, đúng không? Đúng giờ. Đó. In time là kịp lúc và on time là đúng giờ. Đúng giờ là gì? Ví dụ tôi chạy đến xe buýt vẫn chưa chạy, chuẩn bị chạy đúng giờ. Còn tôi chạy đến xe buýt đang chạy là vừa kịp lúc, xe buýt vừa mới chạy được mấy giây thì tôi chạy lên thì gọi là kịp lúc. Okay. Đúng kịp đó. Thì câu này đáp án của chúng ta sẽ là, à, ta cùng xem nhé. Đó là we're safe. À, câu này sai về nghĩa rồi. Sai về nghĩa, đúng không? Sai về nghĩa hoàn toàn. Bởi vì nó bảo là không cứu ngôi nhà mà chỉ cứu được người thôi. Câu B lại the people were saved the fire and so was the house. Câu này cũng là sai về về mặt nghĩa, đúng không ạ? Đó, câu này mặt nghĩa. Bởi vì sao? Was saved the house thì nhà cũng vậy,
nhà cũng vậy, mình có cứ được nhà đâu mà bỏ cũng nhà. Đàn xe cũng sai là nghĩa là boss gì? Boss and mà lại còn lost in the fire, tức là chả cứu được thằng nào hết. Vậy đáp án chúng ta là D, đúng không ạ? D, đó là the house was locked, people were safe, the house was locked. Ok. Đó là gì? Con người được cứu nhưng nhà thì bị cháy. Câu số 47 là câu kiểm tra về mệnh đề having phân tử. Đó là hành động xảy ra sau hành động khác. Sau khi Louis viết bài composition thì anh ấy đã nộp cho giáo viên. Vậy cái việc viết xảy ra trước, việc gì nộp cho giáo viên xảy ra sau, đúng không ạ? Sau khi Louis viết bài composition, tức là viết xong bài luận, bài vị nghị luận văn học ấy, thì anh ấy nộp cho giáo viên. Vậy nó sẽ bằng cái gì? À, bằng cái gì? Having P2, đúng không? SVADV P2. Vậy đáp án nó chỉ là B, đúng không? Đó, đây chính là mệnh đề của nó đây ạ. Sau khi Louis, đúng không? Vậy là hành động có cùng một chủ ngữ diễn ra theo thứ tự trước sau, ta thường dùng là phân từ hoàn thành. Hành động có cùng một chủ ngữ diễn ra trước sau, ta cùng phân từ hoàn thành. Đó. Tiếp tục. Câu 48. Suicide up for a crack course in German. Crack course là một khóa học gì? À, là một khóa học cấp tốc. Cấp tốc. Đúng ạ. Su đăng ký học một khóa học cấp tốc tiếng tiếng Đức. Đúng không? Đọc một câu cấp tốc tiếng Đức. Thì tức là thì tức là làm sao? Enroll an intensive. Intensive là gì ạ? Là khóa học chuyên sâu. Enroll an intensive course là khóa học chuyên sâu. Khóa học chuyên sâu. Đúng không? Khóa học chuyên sâu. Vậy thì tiếp. Còn đáp án B là gì? Had an accident là bị tai nạn. Book a trip là đi du lịch. Và meet the mad course là đăng ký một gì? Gặp một người Đức trong khoa học toán. Thế thì câu này về sai về nghĩa, BCD sai về nghĩa thôi. Vậy đáp án A, đúng không ạ? Đó. Đáp án A đó là đăng ký một khóa học. Ok. Câu số 49. Some economists argue that technology causes unemployment. I feel that it allows more jobs to be created. Thì câu này có hai mệnh đề trái ngược nhau đấy ạ. Đó là gì ạ? Technology causes unemployment. Đấy là một ý kiến. Là gì ạ? Gây ra mất việc. Nhưng ý kiến khác lại gì ạ? More jobs created. Thì lại là đưa ra là có nhiều nghề được đưa ra hơn. Đúng không ạ? Có nhiều nghề được đưa ra hơn. Vậy đáp án của chúng ta nó sẽ liên quan đến gì? Đến cái đấy, đúng không ạ? Đó. Thế ta cùng xem nhé. Also are the few that is more jobs created. Câu số đáp án A sử dụng nguyên từ sâu thì lại để chỉ kết quả. Sử dụng nguyên từ sâu để chỉ kết quả thì chả đúng. Mà cái này là hai cái song song cùng một lúc gây ra bởi cái thằng technology, đúng không ạ? Đáp B lại sử dụng gì? Cấu trúc rút gọn. Nhưng câu này có cùng chủ ngữ không? Hai cái thằng này làm sao? Không cùng chủ ngữ, đúng không ạ? Không cùng chủ ngữ mà lại sử dụng cái này là không đúng rồi, đúng không? Không cùng chủ ngữ. Không trùng cùng ngữ, đúng không? Nên thế. Nên không rút gọn được. Đáp C thì sao? Sử dụng liên từ besides. Besides là gì ạ? Là bên cạnh đó, đúng không?
Bên cạnh đó là gì ạ? Bổ sung thông tin. Thế nên là cũng không phù hợp được. Mà đáp án phải là D, whereas, sử dụng một liên từ tương phản. Đúng không? Whereas, liên từ tương phản. Đưa ra gì? Đưa ra hai gì? Hai mệnh đề tương phản. Vậy đáp án nó phải là D. Some economists argue that the technology causes unemployment, whereas others feel that it's slow more job to create it. Đúng không? Câu số 50. He is anxious about leaving for home soon. He has had no news of his family for 2 weeks. Anh ấy đã không có tin tức gì về gia đình mình được 2 tuần nay rồi, đúng không ạ? Được 2 tuần nay. Ok, như vậy là anh ấy làm sao? Anh ấy lo lắng về việc về nhà sớm, đúng không? Anh ấy lo lắng về nhà sớm bởi vì anh ấy đã có. Vậy đây là gì? Quan hệ làm sao? À, nguyên nhân kết quả. Đúng không? Nguyên nhân kết quả. Nguyên nhân là không có tin tức gì về gia đình thì anh ấy lo lắng về việc về nhà sớm. Thì ta sẽ thường dùng là có 2 cách để kết hợp, đó là gì ạ? Đây. Cách thứ nhất là ta dùng liên từ như because since. Cách thứ hai là dùng phân từ đứng đầu câu, đúng không? Chúng ta cùng xem nhé. Đáp án này có because, đúng không? Và không hề có phân từ. Vậy chỉ có mỗi đấy. Đáp B là phù hợp nhất thôi. Đúng không? Vì nó có làm sao? Có be câu xe đây này, đúng không? Có because. Có because. Ok. Nào. Có nhanh quá không nhỉ các bạn nhỉ? Thầy sẽ show lại để cho các bạn chép nha. Các bạn cần chép lại phần nào các bạn bảo thầy nào. Nào, cần chép phần nào bảo thầy để thầy show lại. Cô 3738 ạ. 3738, xong lại bảo thầy ra để thầy chuyện nha.
Nào xong chưa? Chuyển sang câu khác được chưa? Hãy cho em xem câu 42 à?
bài and nhớ nha các bạn, cố gắng ôn tập đầy đủ nhé. Thầy sẽ gửi bản PDF cái practice test số 1 cả hai tiết lên cho các bạn để các bạn cùng xem ngẫm nha. Ok, now see you next time. Goodbye. Cô sẽ cho các bạn 5 phút để ghi cho cô đáp án của năm.